Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh của nhạc cụ Son Thăng. Hôm nay bên mình vừa về một lô đầu đàn piano nha. Thì có tầm cỡ 100 cây nha mọi người. Những cái lô này là lô đàn rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì anh em nào mình muốn mua thì có thể tới trực tiếp nhạc cụ Son Thăng nha. Lô nó rất là rẻ, chỉ từ 2 triệu trở lên thôi. Thì anh em có thể lựa một cái đàn ưng ý cho mình nha. Từ 2 triệu chứ không phải là cây nào cũng 2 triệu nha nha. Đó. Giống như cây đàn A90 này rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây. Có gì xíu mình sẽ có video kỹ hơn để mình sẽ review những cái đàn trong tầm giá cho anh em nha. Bên này cũng có mớ luôn nha mọi người. Đó, rất là nhiều luôn nha. Các hãng Casio, Yamaha, Cọt, Roland, Kawai đều có nha mọi người. Đầu piano nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Hy vọng em sẽ nhớ ghé nhạc cụ Son Thăng để tham khảo những lô đàn piano này. Rồi, em gặp lại anh em trong những video lần sau.